Nguồn gốc sức mạnh của Enderman. Thực tế thì trong video này mình sẽ không chỉ nói tới nguồn gốc của loài vật này mà còn cả lịch sử của cả một chủng tộc được gọi là Enderman nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu lịch sử ở thế giới thực của nó trước nha. Trong khoảng tháng 7 năm 2011, Notch đã đăng tải lên một hình ảnh trên trang cá nhân của ông ấy về một loài vật được ông ấy mô tả là khá là kinh dị. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2011 thì Notch mô tả rằng Enderman là một loài vật khá là hiền hòa, trừ khi các bạn nhìn thẳng vào chúng. Lúc đó thì chúng sẽ chạy thẳng tới vị trí của bạn và tấn công bạn. Kể từ đó mãi cho tới phiên bản pre-release của Minecraft 1.8 thì Enderman mới được cho ra mắt. Lúc này thì nó có một đôi mắt màu xanh. Chúng ta hãy tới với sức mạnh của nó. Trong một blog của Notch, ông ấy đã nói rằng ông ấy muốn thêm một chút gì đó kinh dị cho con Enderman. Thế nên Notch đã thêm tính năng phải nhìn thẳng vào mắt của Enderman để biến con mob này thành một con mob thù địch. Sau lúc đó thì Enderman sẽ dịch chuyển đến thẳng mặt người chơi đã tấn công và đó chính là nguồn gốc sức mạnh tấn công của Enderman. Ở trước phiên bản pre-release beta 1.9 thì Enderman vẫn có thể bị giết bằng cung tên đó các bạn. Vâng, anh em có thể giết khứa này bằng vài mũi tên xuyên thẳng vào đầu. Và sau phiên bản 1.9 này thì Enderman mới có khả năng bá đạo như hiện tại, đó là không một thứ gì có thể bắn chúng nó. Và sau đó thì tính năng Enderman sợ nước cũng đã được thêm vào game và chúng ta có một con Enderman như bây giờ. Vậy chúng ta đã biết nguồn gốc sức mạnh của Enderman theo như Notch nói. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cộng đồng người chơi Minecraft cũng đã đặt ra vô số giả thuyết cho giống người Enderman. Và chúng ta cũng sẽ nghe qua một giả thuyết mà mình thấy là hợp lý nhất. Sau đây là lịch sử về chủng loài Enderman. Đầu tiên là khoảng thời gian mà trước khi rồng Ender xuất hiện. Kể từ thời xa xưa, có một hành tinh nằm ở trong một chiều không gian ở bên ngoài thế giới Overworld. Tên thật sự của hành tinh này đã bị lãng quên theo thời gian. Và bây giờ chúng ta chỉ biết đến chúng là thế giới Dien. Đây là nơi cư ngụ của một giống loài vô cùng thông minh và được mệnh danh là giống loài xây dựng giỏi nhất trong tất cả các thế giới. Cuộc sống của bọn họ chỉ xoay quanh việc xây dựng mà thôi. Tuy vậy thì đất đai có hạn mà sáng tạo của bọn chúng thì có thừa. Nên rất nhanh chóng sau đó, mọi bề mặt của Dien đều đã chứa đầy các công trình của Enderman. Và khi nguồn đất đai cạn kiệt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Để tranh giành đất đai và lãnh địa của nhau thì chủng tộc Enderman đã bắt buộc phải xảy ra nội chiến. Hàng trăm ngàn những con Enderman lao vào nhau, chém giết, biến họ từ những người công nhân xây dựng trở thành những chiến binh. Chẳng mấy chốc, dân số Enderman giảm xuống gần còn một nửa so với lại số ban đầu. Nhìn thấy được sự khủng khiếp của chiến tranh khi mà hầu như tất cả mọi công trình của Enderman đều đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Cuộc chiến đang dần tới hồi căng thẳng. Lúc này thì ở trên đỉnh tòa tháp công trình to nhất của Dien thì với vô số những con Enderman trên này đã tạo nên một sức nặng không tưởng với các cột chống của tòa tháp và cuối cùng thì tất nhiên nó sụp đổ. Tòa tháp này lao xuống không phanh và đâm thẳng xuống hành tinh Dien. Nó xuyên sâu vào lõi của hành tinh này. Cú va đập đã tạo ra một vụ nổ năng lượng và biến hành tinh này trở thành bình địa. Khu vực còn nguyên vẹn duy nhất đó là khu trung tâm. Ngoài ra, tất cả mọi bề mặt của hành tinh đều đã bị văng ra ngoài quỹ đạo hoặc là bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ này cũng đã đánh thức một thứ gì đó đang ngủ yên hàng ngàn năm trong lõi của Dien, một sinh vật mang tên là rồng Ender. Chúng ta sẽ đi tới với lại khoảng thời gian sau khi mà con rồng Ender xuất hiện. Sau khi vụ nổ xảy ra thì sinh vật mang tên là rồng Ender sống dậy và biến tất cả những cư dân của Dien thành nô lệ của hắn. Con rồng Ender bay phía trên bầu trời Dien và liên tục gửi những tên nô lệ đến với thế giới Overworld để chinh phạt. Tại sao sinh vật này lại có dã tâm chinh phạt những chiều không gian khác thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được. Tuy vậy, ở những phiên bản gần đây có vẻ như con rồng Ender đã tập trung quân lực nhiều hơn vào khu vực Nether bởi vì những con Enderman bắt đầu xuất hiện ở dưới chiều không gian này nhiều hơn. Về những người nô lệ Enderman, bọn họ bị kiểm soát bởi con rồng Ender mà không có khả năng chống trả. Tuy vậy thì đôi lúc bản năng xây dựng của họ trỗi dậy và trong vô thức bọn họ sẽ cố lấy những block và đặt lung tung. Con rồng Ender đã kiểm soát và xóa toàn bộ trí nhớ của chủng tộc Enderman này. Hắn lấy đi cả khả năng nói chuyện và trí thông minh của bọn họ. Giờ đây Enderman gần như là mù lòa và chúng chỉ có khả năng thấy được dạng màu âm bản của thế giới. Và đó là nguồn gốc sức mạnh và lịch sử hình thành của Enderman. Hãy để lại những giả thuyết của anh em dưới phần bình luận luôn. Chúng ta hãy cùng trao đổi. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.